Hey yo, xin chào. Như vậy là một tuần đã trôi qua và như đã nói trong video trước thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh hai chàng cầu thủ của công chúng Stephen Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Phú Hoàng. Thoạt nhìn thì đây có vẻ không phải là một sự so sánh phù hợp khi mà Stephen Nguyễn Tuấn Tú là một cầu thủ gốc Việt, trong khi đó thì Nguyễn Phú Hoàng lại là một cầu thủ nội binh và thể hình của hai cầu thủ này cũng rất khác biệt. Tuy nhiên có một điểm tương đồng ở đây, đó là lối chơi cá nhân cũng như là những tình huống đột phá vào trong và ghi điểm. Và chắc chắn là sự so sánh này sẽ rất là thú vị. Vậy, cũng giống như lần trước, hãy cùng tôi thử so sánh hai cầu thủ này qua 3 tiêu chí: khả năng chơi bóng, phần trình diễn tại VBA 2016 và kinh nghiệm của hai cầu thủ này. Với tiêu chí đầu tiên, khả năng chơi bóng. Nói tới Nguyễn Phú Hoàng, điều mà bất cứ người hâm mộ nào cũng phải nói về anh là khả năng đảo bóng và qua người tuyệt vời từ cả hai hướng, sở hữu những bước di chuyển khó đoán. Nguyễn Phú Hoàng khiến cho bất cứ hậu vệ nào cũng gặp khó khăn khi phòng ngự anh, và trong rất nhiều tình huống đột phá, Nguyễn Phú Hoàng thu hút hàng phòng ngự của đối phương, giúp tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm ở khu vực dưới rổ hoặc ngoài vạch 3 điểm rất thoải mái. Ném 3 điểm không thực sự tốt, nhưng Nguyễn Phú Hoàng sở hữu khả năng ném trung bình khá chính xác và trong nhiều tình huống. Thay vì bứt tốc lên rổ thì Hoàng có những tình huống step back hoặc dừng lại nhảy ném khiến cho đối phương luôn phải cẩn trọng trong việc giữ khoảng cách phòng ngự. Sở hữu thể hình mỏng con nhưng cái cách mà Nguyễn Phú Hoàng thi đấu luôn khiến cho đối thủ của mình phải dè chừng. Bởi lẽ anh là một mẫu cầu thủ mà không chỉ không sợ dứt điểm mà còn không hề ngại ngùng dứt điểm. Trái ngược với những đồng đội tại VBA 2016, Nguyễn Phú Hoàng có lẽ là cầu thủ dứt điểm nhiều, xông xáo và bất chấp kết quả nhất. Chính những năm tháng thi đấu tại nước ngoài cũng như những nỗ lực chiến thắng bản thân có lẽ đã rèn luyện cho Hoàng một tinh thần thi đấu tự tin và mạnh mẽ. Với thân hình nhỏ con và khả năng di chuyển nhanh nhẹn, Nguyễn Phú Hoàng cũng thi đấu rất tinh quái khi anh thường có những tình huống siêu bóng sau lưng ở những thời điểm mà đối thủ lơ là nhất. Và điều này tất nhiên mang lại những tình huống kiểm soát bóng quan trọng và mang lại cho đội bóng nhiều cơ hội dứt điểm hơn. Còn Stephen Nguyễn Tuấn Tú, ngoài biệt hiệu là người đẹp trai nhất trong những người chơi bóng rổ và chơi bóng rổ hay nhất trong những người đẹp trai, thì thực chất mà nói, Stephen được đánh giá cao hơn nhiều người nghĩ. Là hậu vệ dẫn bóng duy nhất với chiều cao nổi bật 1m92, Stephen là một trong những cầu thủ gốc Việt đời đầu được phát hiện và bắt đầu chơi bóng tại Việt Nam vào năm 2015 trong màu áo Sài Gòn Heat. Với những kinh nghiệm thi đấu của mình tại đấu trường quốc tế, Stephen sở hữu khả năng cầm bóng và quan sát tốt, cùng khả năng đột phá lên rổ ghi điểm khá chắc chắn. Không sở hữu những tình huống đảo bóng và qua người hoa mỹ như Hoàng, nhưng người hâm mộ chắc hẳn không thể quên được những tình huống xoay người sở trường của Nguyễn Tuấn Tú để chuyển hướng tấn công, vặn sườn hậu vệ đối phương tại VBA 2016. Với chiều cao và lợi thế thể hình của mình thì Stephen Nguyễn Tuấn Tú có khả năng dứt điểm cách khá dễ dàng và cũng có rất nhiều lợi thế trong những tình huống tranh chấp bóng cũng như là bắt bóng bất bảng sau khi mà anh dứt điểm. Và đây là một trong những lý do mà không có nhiều cầu thủ nội binh ở trong nước có thể kèm được anh khi mà anh chơi ở vị trí này. Với chiều cao tốt và khả năng xoay trở của mình ở phía trong, Stephen cũng có thể chơi cơ động và chuyển sang thi đấu ở vị trí số 3. Tuy nhiên, điểm yếu của Stephen nằm ở khả năng ném xa và ném trung bình, khiến cho việc ghi điểm của Stephen chưa phát huy được đúng với khả năng của anh trong những năm còn thi đấu ở châu Âu. Với sự ngang ngửa và một chút khác biệt về lối chơi của hai cầu thủ này, lý do mấu chốt để tôi đưa ra quyết định của mình đó chính là thể hình. Và tôi chọn Stephen, cầu thủ với thể hình vượt trội và hậu vệ dẫn bóng với chiều cao 1m92. Kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm là điều mà Stephen đang rất cố gắng cải thiện trong mùa off-season này. Còn với Nguyễn Phú Hoàng thì những hạn chế về mặt thể hình có lẽ sẽ không thể nào bù đắp được. Mùa giải VBA 2017 chắc chắn chúng ta sẽ còn chứng kiến sự tiến bộ của Stephen. Nhưng với Nguyễn Phú Hoàng sẽ rất khó để anh có thể xuất sắc hơn nữa. Bởi cho đến thời điểm này, dường như chỉ có kinh nghiệm và sự cọ sát ở những giải đấu lớn mới có thể giúp cho Nguyễn Phú Hoàng cải thiện khả năng chơi bóng của mình. Xét về tiêu chí thứ hai, hãy cùng nhau nhìn lại những phần trình diễn của hai cầu thủ này tại VBA 2016. Ở VBA 2016, những chỉ số mà hai cầu thủ này có được là khá sát nút, khi Nguyễn Phú Hoàng ghi trung bình 13,05 điểm một trận với hiệu suất 38% so với 13,7 điểm một trận với hiệu suất là 39% của Stephen. Trong khi đó, với lợi thế chiều cao của mình, Stephen nhỉnh hơn Nguyễn Phú Hoàng khi anh có được trung bình 4,55 tình huống bắt bóng bất bảng và có trung bình 4,15 kiến tạo so với 2,11 của Nguyễn Phú Hoàng. Còn Hoàng Ca, mặc dù có bất lợi về thể hình nhưng lại có lợi thế về tốc độ và có được 1,68 tình huống cướp bóng trong mỗi trận đấu. Mỗi khi Hoàng để mất bóng vào tay đối phương là một lần anh lại khôn khéo quay trở lại để tìm cách cướp bóng trong tay đối thủ. Nhìn vào những chỉ số này thì lại có cảm giác là Stephen tiếp tục nhỉnh hơn Hoàng. Tuy nhiên có một chỉ số mà tôi muốn nói đến và chỉ số này rất quan trọng. Đó là thời gian trung bình mà Hoàng ra sân ở trong mỗi trận đấu chỉ là 20,12 phút. Trong khi đó với vai trò là một then chốt của Đà Nẵng Dragons thì Stephen ra sân đến 32,84 phút trong mỗi trận đấu.
Chính sự khác biệt này khiến cho Nguyễn Phú Hoàng trở thành một trong những cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất với những phút anh có mặt ở trên sân, và là lý do để tôi chọn Nguyễn Phú Hoàng là cầu thủ thi đấu hiệu quả hơn tại mùa giải VBA 2016. Vậy thì hãy đến với tiêu chí cuối cùng, đó là kinh nghiệm thi đấu của hai cầu thủ này. Nguyễn Phú Hoàng từng có thời gian học và chơi bóng khá lâu tại Canada trước khi có thời gian thi đấu tại một số giải đấu quốc tế ở Singapore hay Nhật Bản. Còn Stephen Nguyễn Tuấn Tú là cầu thủ gốc Thụy Điển đã có nhiều năm thi đấu tại các nước châu Âu và đặc biệt là 3 năm thi đấu cho đội U18 Thụy Điển ở các giải đấu U18 châu Âu nằm trong hệ thống giải đấu của Liên đoàn bóng rổ thế giới. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, trong khi các giải đấu mà Nguyễn Phú Hoàng tham gia chủ yếu là các giải đấu bán chuyên hoặc các giải đấu trong nước, và VBA 2016 mới là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên mà anh tham dự, thì Stephen Nguyễn Tuấn Tú đã cùng Sài Gòn Heat tham dự ABL 2 mùa vừa rồi và cùng Đà Nẵng Dragons vô địch VBA 2016. Nói về các giải đấu chuyên nghiệp, tôi đang nói đến các giải đấu mà các vận động viên được đầu tư và chọn lọc một cách kỹ càng, và tính cạnh tranh ở các giải đấu này là hết sức quyết liệt. Mặc dù thời gian thi đấu trên sân tại ABL của Stephen còn khá hạn chế, tuy nhiên những phút thi đấu trên sân và luyện tập cùng các ngoại binh chất lượng dưới sự chỉ đạo của hai vị huấn luyện viên tài năng là Anthony Gabellotto và David Singleton đã giúp cho Stephen cải thiện kỹ thuật và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, từ vai trò của một cầu thủ ghi điểm, Stephen dần học hỏi và chuyển sang lối chơi chủ động chuyền bóng và triển khai bài chiến thuật, đảm nhận vai trò của một PG thực thụ. Đây là lý do để tôi đánh giá cao Stephen hơn Nguyễn Phú Hoàng ở tiêu chí này. Stephen vẫn còn rất nhiều tiềm năng để có thể khai thác, và việc anh đầu quân cho huấn luyện viên Dante Hill chắc chắn sẽ giúp anh rất nhiều trong việc cải thiện khả năng chơi bóng của mình và dần bứt ra khỏi cái bóng của Viano, Tâm Đinh hay Justin Young để trở thành một cầu thủ đẳng cấp và được người hâm mộ công nhận. Còn Nguyễn Phú Hoàng, thời gian mà anh không thi đấu tại VBA là thời gian mà Nguyễn Phú Hoàng dành cho gia đình cũng như là tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo, và hy vọng là anh đã có sự chuẩn bị tốt và đầy đủ cho mùa giải VBA 2017 năm nay. Mọi sự so sánh chỉ là tương đối, tuy nhiên đó là những ý kiến cá nhân của riêng tôi về hai cầu thủ này. Còn bạn thì sao? Chắc chắn sẽ có những luồng ý kiến khác nhau về sự so sánh giữa hai cầu thủ này, và tôi muốn nghe những đánh giá cũng như phân tích từ phía các bạn, hay đơn giản là ủng hộ cho cầu thủ mình yêu thích bằng cách like, comment và share video này với hashtag Team Hoàng Ca hoặc Team Stephen. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất.